bộ phim Nghe nói em thích tôi. Tập 27. Còn phức tạp hơn tôi dự đoán. Một mạch máu có khối u kết dính chặt chẽ. Tôi mới đặt dao xuống là chảy máu. Không thể bóc tách hoàn toàn để cắt bỏ khối u. Cầm máu. Số cầm máu. Còn cách nào khác không? Không còn cách nào nữa. Chỉ đành dừng phẫu thuật. Đóng hộp sọ. Đóng hộp sọ. Tại sao phải đóng hộp sọ? Bác sĩ Ninh, cậu đến rồi hả? Tình hình thế nào rồi? Tình hình hiện giờ thế này. Có một mạch máu quan trọng kết dính chặt chẽ với khối u, không thể bóc tách. Tôi cứ đặt dao xuống là chảy máu. Muốn cắt bỏ khối u và bảo vệ mạch máu, không thể thực hiện hai việc này cùng một lúc, nên tôi đề nghị dừng phẫu thuật. Cắt bỏ toàn bộ khối u mạch máu mới có thể khiến bệnh nhân được lợi tối đa. Để tôi xem sao. Bác sĩ Tôn vất vả rồi, còn lại giao cho tôi đi. Ra mổ điện lưỡng cực. Số cầm máu. Bác sĩ Ninh, nếu tiếp tục phẫu thuật, rủi ro rất lớn. Rủi ro lớn thế nào cũng đáng để chúng ta thử. Cây bóc tách. Cây bóc tách. Kẹp lại bỏ khối u. Đưa khối u này đến khoa bệnh lý. Bác sĩ Tôn, đóng hộp sọ giao cho anh đấy. Bác sĩ Ninh, vất vả rồi.
Phẫu thuật rất suôn sẻ. Bố yên tâm đi. Cô Lưu vẫn đang trong phòng hồi sức. Chú ở đây chờ một lát nhé. Ừ, được. Chí Kim. Cảm ơn con. Tự nhiên muốn làm một ly cà phê. Xin lỗi nhé, Thể Ninh. Anh đến bất ngờ quá. Không kịp chuẩn bị cho anh. Đoán trúng phớt. Anh chỉ thử em thôi. Hay là bây giờ em mua cho anh một ly nhé. Khỏi cần. Anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Khúc cuối tại sao anh lại đến đây làm ca phẫu thuật này vậy? Chẳng phải em trăm phương ngàn kế ép anh sao? Anh là người bị người khác ép thì sẽ làm theo sao? Cái này trả cho em. Không cần đâu, anh giữ đi. Em đã in bản sao rồi. Anh cứ thắc mắc. Trước đây anh đến trường tìm nhiều lần cũng không thấy. Sao mà em tìm được vậy? Không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Vì dì Lưu mà em còn kéo cả mẹ anh vào. Anh nghĩ không cần thiết đâu nhỉ. Em lại thấy rất cần thiết. Không cần anh ý kiến. Ai lái xe? Em đã nói thế rồi, chắc chắn là muốn anh lái. Anh làm phẫu thuật mệt rồi, em thấy không ổn đâu. Anh nói ổn là ổn, không cần em ý kiến. Anh sẽ giữ cái này. Cảm ơn nhé. Không cần anh mở cửa xe cho em nhỉ. Vất vả rồi, thầy Ninh. Em đã ngủ quên à? Ừ, ngủ một chút, còn ngáy nữa. Không thể nào. Ngáy thật mà. Em không bao giờ ngáy. Em có ngáy hay không? Lẽ nào anh không có quyền lên tiếng sao? Anh nói xem. Nếu năm đó chú Ninh chọn tái hôn, chú ấy có hạnh phúc không? Khó lắm. Yêu nhau thì dễ, chung sống thì khó. Nhất là bác sĩ, khó càng thêm khó. Ở góc độ của bố anh, lựa chọn của ông ấy là đúng. Trải qua chuyện này, giờ em càng hiểu được tại sao anh lại chọn không tái hôn rồi.
Đưa anh đi. Phó Tiểu Tuệ, tôi ly hôn với Giang Thành rồi. Tôi không còn lưu luyến gì với người đàn ông này nữa. Tôi cứ tưởng tôi sẽ hận cô, nhưng giờ ngược lại, phải cảm ơn cô. Cảm ơn cô cho tôi cơ hội sống lần nữa. Tôi sẽ cố gắng trân trọng. Phó Tiểu Tuệ, cô nghe thấy tôi nói không? Nghe thấy thì cử động mắt đi. Thông báo bác sĩ phụ trách có dấu hiệu tỉnh lại. Vâng. Chủ nhiệm Ninh, phiền anh đến phòng ICU. Chuyện gì vậy? Khi nãy mắt cô ấy cử động. Phó Tiểu Tuệ. Phó Tiểu Tuệ. Phó Tiểu Tuệ. Phó Tiểu Tuệ. Thông báo về nhà bệnh nhân đi. Vâng. Tình hình Phó Tiểu Tuệ sao rồi? Phục hồi cũng tốt, nhưng cần tiếp tục quan sát. Anh có gặp Đàm Nhã không? Không. Anh là người nhà của Phó Tiểu Tuệ phải không? Anh không phải là người nhà cô ấy. Anh đến để đóng tiền cho cô ấy. Giờ có thể vào thăm, thử nói chuyện với cô ấy. Nhưng đừng lâu quá, cũng đừng để cô ấy mệt quá. Tiểu Nhã, anh đã đóng toàn bộ phí điều trị của Phó Tiểu Tuệ, cũng đã trả các khoản bồi thường, cũng như gánh mọi trách nhiệm rồi. Tiểu Nhã, cho anh thêm cơ hội nữa đi. Chúng ta ly hôn rồi. Còn nữa, tôi đang làm việc, xin anh đừng quấy rầy tôi làm việc. Về rồi à? Ninh tưởng ngủ rồi. Dì Lưu phục hồi rất tốt. Bà ấy nhờ bố cảm ơn con. Bố về đây. Chí Khiêm à? Hôm đó, lúc bố rời xa con và mẹ con, bố biết con ở phía sau gào khóc đuổi theo bố. Không phải là bố không muốn quay đầu, mà bố không dám quay đầu.
Sao anh đến đây? Anh đến thăm Nha Nha. Con bé ở nhà bà ngoại. Anh làm ơn lần sau muốn gặp con thì nói trước với tôi một tiếng. Cho anh thêm một cơ hội đi. Một lần thôi. Cho anh thêm cơ hội đi. Không có em, không có gia đình, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa? Đừng diễn nữa, đưa dao cho tôi. Anh không diễn, anh thật lòng đấy. Thật lòng sao? Anh thật lòng mà. Anh, vậy thì tôi đổi dao phay cho anh. Được rồi, đừng phí thời gian ở chỗ tôi nữa, mau về nhà đi. Anh đến đây. Tiểu Nhã, em đi làm cả ngày mệt rồi, anh đi nấu cơm cho em. Em nghỉ một lát đi, anh nấu cơm cho. Anh làm gì vậy? Đừng chạm vào tôi. Anh làm gì thế? Cất dao vào đi. Bỏ tay ra. Bỏ tay vợ tôi ra, bỏ dao xuống. Tôi nói bỏ tay vợ tôi ra. Đừng cãi nhau nữa. Giang Thành, chúng ta kết thúc rồi. Nhưng trong lòng Nha Nha, anh luôn là một người bố tốt. Thầy Ninh, đây là nội dung hôm qua em đã soạn. Áp dụng mổ ngồi, nghĩ kỹ chưa? Bệnh án này, mổ ngồi là lựa chọn tốt nhất. Huyết khối tĩnh mạch và hạ huyết áp, tư thế đứng, cân nhắc chưa? Giờ em đang bàn luận về danh mục trích dẫn khoa học, tất cả đều nghiêm ngặt tuyệt đối. Trong quá trình mở hộp sọ, để tránh lộ hợp lưu của xoang, anh sẽ sửa sơ qua cho em tham khảo nhé. Một phẩy năm. Cầm lấy. Đánh dấu vị trí hợp lưu của xoang. Đừng cười. Nhột. Mau lên. Đúng. Để tránh hợp lưu của xoang, ta cần cách đường giữa 1,5 cm. Thu nhỏ góc độ hướng nghiêng, có thể giảm tổn thương tĩnh mạch xoang với cả thuyên tắc khí. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Gội đầu đi nhé. Cổ cô bị sao vậy? Cạo gió hả? Thầy Ninh vẽ hình tiếp cận cho tôi. Mau lên, chụp tấm hình cho tôi đi. Hình tiếp cận sao lại vẽ ở đây? Nói gì thì nói, ý tưởng của thầy Ninh đúng là độc đáo khác người. Tôi cũng phải chụp một tấm, có gì còn học hỏi. Lát nữa tôi đăng ký vào nhóm để mọi người cùng học hỏi, chia sẻ với mọi người. Được rồi đấy, chụp mau lên đi. Chụp xong tôi sẽ bôi. Chụp xong rồi, lát nữa tôi phải đi kiểm tra phòng. Tôi có giấy đấy, còn phải lau cho cô nữa. Buồn quá. Lau không sạch đâu. Cô có nghĩ anh ấy hối hận không? Hối hận gì chứ? Hối hận không tái hôn với cô. Tôi không nghĩ anh ấy nghĩ vậy. Người ngoài cuộc sáng suốt. Tôi cảm thấy anh ấy vẫn chưa hết tình cảm với cô đâu. Xong rồi đấy. Giờ hối hận cũng không kịp nữa. Tôi không đồng ý đâu. Đi nhá, tạm biệt. Cứ muốn thuê chỗ này,
nhà cũng không có, cửa sổ thông thoáng. Trước cửa còn có một mảnh đất trống. Nhà nhà đi học bất tiện biết mấy, cũng tạm mà, đâu có tệ như em nói. Có đấy. Hai hôm trước gã tuổi đó tìm chị tái hợp chắc chắn là có mục đích khác. Chị biết, biết mà còn nhường nhà cho người ta. Tốt bụng thật đấy. Hôm đó em cũng nhìn thấy rồi. Dăm ba hôm lại diễn vở kịch giả tạo như vậy. Chị còn phải ôn thi nữa. Chị bằng dọn ra ngoài sống cho yên tĩnh. Chuyện của chị đừng nói với chị em. Cậu ấy còn phải viết luận văn, nếu không lại lo lắng cho chị đấy. Chị ấy mà biết thì chắc chắn không đồng ý cho chị dọn đến đây. Em cũng không đồng ý. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Trong đây đều là những ghi chép quý báu hồi học đại học của chị. Cái gì đấy hả? Hồi em mới quen chị đã trông thế này rồi. Đại đội trưởng, có ba vạch. Hồi chị quen em còn là đứa con nít đấy. Vừa lùn vừa tham ăn, chỉ đứng đến đây chị thôi. Bây giờ thì ngược lại đấy. Em cao thế này cơ mà. Chị xem đi, đến đâu của chị nào? Em đừng đè đầu chị. Khó khăn lắm mới cao 1m65, càng đè càng lùn đấy. Đưa cái đó cho chị đi. Cái đó, tịch thu. Danh con. Sách này. Ừ. Bệnh nhân này là kẻ tình nghi phạm tội, đang bị giam ở trại giam giữ. Trong lúc giam giữ, anh ta xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau đầu, nôn mửa dạng phun. Qua chẩn đoán, anh ta mắc u não. Do vị trí u não đặc biệt, có lẽ sẽ nguy hiểm tính mạng, vì vậy cần nhanh chóng phẫu thuật. Khu bệnh 3 khoa ngoại thần kinh nhận được lệnh, toàn thể nhân viên dốc sức phối hợp, thuận lợi an toàn hoàn thành ca phẫu thuật này. Bệnh nhân hiện được sắp xếp ở phòng bệnh bảo vệ đặc biệt. Sẽ có cảnh sát chuyên biệt phối hợp với công việc của chúng ta. Điều chúng ta cần làm là xếp ga, chuẩn bị tốt cho phẫu thuật. Thầy Ninh, cái này cần anh ký tên. Anh đọc luận văn của em chưa? Đọc rồi. Còn một số sai sót, anh đánh dấu rồi đấy. Cuối tuần này em có thể nghỉ ngơi. Tốt quá rồi. Nhưng tưởng nhờ anh hỏi em, có thời gian không? Mấy hôm nữa nó phải đi rồi. Anh cho phép em nghỉ rồi mà. Anh sợ lỡ như em có việc, có hẹn hay gì đó. Nếu em bận thì đừng miễn cưỡng. Em đã hứa với Ninh Tưởng rồi. Tiểu Trình à, chuyện tham gia nhóm nghiên cứu của tôi, cậu suy nghĩ đến đâu rồi? Chủ nhiệm Tiền, đề tài của anh trước đây tôi chưa có tiếp xúc qua. Anh xem. Không sao. Mấy hôm trước Tiểu Bạch còn nói với tôi muốn tham gia. Không phải. Khi nãy tôi định nói, tôi có thể thử. Tiếp xúc ít, nhưng khả năng học hỏi của cậu tốt. Tôi luôn đánh giá cao cậu. Hoan nghênh cậu tham gia. Theo sát tôi. Tôi sẽ cho cậu nhiều cơ hội. Làm việc đi nhé. Chủ nhiệm Tiền nói gì với anh vậy? Không có gì. Em nhìn thấy anh nắm tay anh ấy rồi mà. Hai người lôi kéo qua lại. Ai nắm tay anh ấy chứ? Anh ấy nắm tay anh. Anh ấy nắm tay anh làm gì? Anh ấy nắm tay anh. Anh ấy không nắm tay anh. Anh ấy chỉ cảm ơn anh. Hôm qua giúp phẫu thuật thôi. Lo chuyện bao đồng.
Bố ơi, ngày mai mẹ dẫn con ra ngoài chơi. Bố cũng đi nhé. Bảo là dẫn con đi, chứ đâu có nói dẫn bố đi. Vậy con hỏi thử có dẫn bố đi không nhé. Không cần hỏi, bố không đi đâu. Hai người đi đi. Thế thì con gọi chú Tiết Vĩ Lâm đi vậy. Nào. Mẹ ơi, hôm nay mẹ dẫn con đi chơi đâu vậy ạ? Mẹ dẫn con đi ăn đồ ngon được không? Bố ơi, bố cũng đi chung đi. Bố không đi đâu, hai người đi đi. Tiết Vĩ Lâm. Minh Tưởng, nhớ chú không đấy? Nhớ ạ. Sao anh lại đến đây? Con gọi chú ấy đến đấy ạ. Tối qua Minh Tưởng gọi điện cho tôi. Hai chúng tôi hẹn nhau rồi. Muốn ăn gì chú mời. Cháu muốn ăn ngô, đi. Được rồi, chuyện nhỏ. Luật sư Tiết mời, vừa hay tôi cũng đói. Tôi đi ăn ké nhé. Ăn ké làm gì chứ? Đi thôi, con cứ kệ bố. Luật sư Tiết, mời cả nhà ba người chúng tôi ăn gì vậy? Em muốn ăn gì? Con muốn ăn hamburger, khoai tây với ngô. Con ăn được nhiều vậy không? Được được, dẫn cháu đi ăn. Dạ được. Con đi đứng đàng hoàng nào. Ninh Tưởng, đói chưa? Đói rồi ạ. Nhà hàng này nhiều món ngon lắm, còn nhiều cái thú vị nữa. Xin chào. Thưa anh chị, chỗ chúng tôi mới có combo mới, anh chị xem qua nhé. Lát nữa chúng tôi xem. Ba người phải không? Ngồi bên này. Bố ơi, mẹ ơi, mình ngồi đó đi. Xin lỗi anh. Mời ngồi. Lưu Tranh, ngồi đi. Được. Nào, để áo cho ngay ngắn vào đi. Cho tôi mượn thực đơn. Vâng. Ninh Tưởng, muốn ăn gì nào? Cháu ăn cánh gà, ngô với lại tôm. Được. Cánh gà, sốt chanh dây. Hôm nay tôi mời, gọi thoải mái đi. Anh mời hả? Con trai, ăn gì nào? Bố gọi cho con. Cánh gà, ngô ạ. Cánh gà, ngô cho hai phần nhé. Vâng, mình chơi game đi. Sốt chanh dây. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn gì à? Để xem đã nào. Khoai tây xào giấm đi. Cho một phần nhé. Vâng. Bỏ giấm nhiều vào nhé. Vâng, không thành vấn đề. Chơi gì vậy? Cháu xem cái này này. Ướp gà. Ninh Tưởng à, đừng chơi điện thoại nữa, hại mắt đấy. Còn cái này nữa. Cho một phần này. Ninh Tưởng, nhìn bố đi. Ninh Tưởng, bố nói không cho cháu chơi nữa. Bố xấu thật đấy. Nói anh xấu kìa. Ninh Tưởng, qua kia chơi cầu trượt nhé. Vâng, được. Cẩn thận đấy. Mẹ cũng chơi đi. Được rồi, đi. Đi, mẹ cũng đi. Cáo ngồi, vâng. Cho thêm mì này nữa. Đủ rồi đấy, cảm ơn. Anh chờ một lát nhé. Nhìn mẹ đi. Bắt lấy. Được rồi, ngồi xuống đây, ngồi xuống. Qua đây đi, chụp tấm hình nào. Nào nào, Minh Tưởng, qua đây, qua đây. Nào, chơi cái này chịu không? Nào, nhảy lên đi. Muốn chụp hình phải không? Chụp tấm hình với mẹ được không? Vâng. Bố ơi, bố chụp tấm hình cho ba người bạn con đi. Chụp tấm hình cho ba chúng tôi đi. Nhìn ống kính nhá. Đúng rồi, cười lên, cười tươi lên nào. Tươi lên. Tươi lên. Đúng đúng. Đang chụp đấy. Luật sư Tiết đẹp trai quá. Hoàn hảo. Nào.
Xem căn này được không? Gần chỗ làm của chị, lại còn gần trường Nha Nha nữa chứ. Nhưng em cũng không được tự ý quyết định trả nhà chứ. Phải trả tiền vi phạm hợp đồng đấy. Tiền đó em trả rồi. Em cũng trả tiền thuê căn nhà này rồi. Chị cũng yên tâm ở đi. Nhà bếp siêu rộng, lò hấp nướng đa năng, gia dụng đều có đủ. Sân thượng này thích không? Tiền thuê căn này không thể nào thấp như vậy được. Đây là nhà một người bạn của em. Vợ chồng họ mới sửa sang lại. Cuối cùng ra nước ngoài, trong thời gian ngắn cũng không về, cũng không muốn cho người ngoài thuê, nên cho chúng ta thuê. Còn kiếm được chút tiền thuê chứ. Nhưng chúng ta xin bớt một chút. Thật sao? Thật mà. Người bạn nào của em vậy? Chị không yên tâm. Không được lợi dụng người ta đâu đấy. Lợi dụng cái gì chứ? Đôi bên cũng có lợi mà. Hai nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng chính. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn cái này đi. Phòng trẻ em. Nha Nha chắc chắn sẽ rất thích. Đến lúc đó cho Nha Nha vẽ ở đây. Thế nào? Chị cảm thấy được không? Nếu chị còn đắn đo, em sẽ nói với bạn em chuyện giá thuê nhà sẽ nhờ họ tăng lên cũng được. Thế thì được. Chị thuê căn này. Có gì chị trả em tiền đặt cọc luôn. Cần gì phải gấp chứ, cứ nói chuyện tiền bạc. Chị kiếm tiền dễ thế hả? Toàn là trực từng buổi ca đêm mới kiếm được. Nếu em không đồng ý, chị sẽ không thuê căn nhà này nữa. Chị cứ ở trước đi. Sau này rồi tính. Nói rồi nhé, phải nhận tiền đấy. Được được. Chị tranh thủ cùng Nha Nha dọn vào đây ở đi. Được chứ? Cảm ơn Nguyễn Lãng. Cứ cảm ơn mãi làm gì. Em còn phải giúp chị cảm ơn người bạn đó nữa đấy. Em bảo là chị sẽ trông coi thật tốt nhà của cậu ấy. Đi xem thử phòng sách đi. Được. Nhớ lấy bình nước đấy. Bình nước. Tạm biệt Ninh Tưởng. Tạm biệt chú. Nào, cẩn thận. Tạm biệt chú, tạm biệt cháu. Tôi đưa cô về nhà nhé. Tôi đến bệnh viện lấy bệnh án. Vậy tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Tạm biệt. Bố ơi, bố theo đuổi lại mẹ được không ạ? Chúng ta sẽ bắt mẹ con về sau. Tối nay trực, anh cảm giác sứ mệnh cao cả. Anh sợ à? Đừng sợ, có em mà. Không phải sợ. Với cả chỉ là một tên tội phạm thôi mà. Có cảnh sát ở đây còn gì. Nhưng em nghe nói tên tội phạm này bỏ trốn nhiều năm. Anh ta đau đầu, lúc đến hiệu thuốc mua thuốc thì bị bắt. Anh ta dính đến nhiều vụ giết người. Chào anh. Chào anh, đồng chí cảnh sát. Đi. Anh cảnh sát, chúng tôi cần truyền dịch cho anh ta. Được. Lý Kiên Cường, bây giờ sẽ truyền dịch cho anh. Ngoan ngoãn, không được cử động đâu đấy.
Bắt đầu đi. Lý Kiên Cường, tôi là bác sĩ phụ trách của anh. Một số kết quả kiểm tra của anh vẫn chưa có. Chờ có rồi sẽ thu xếp phẫu thuật. Anh cảnh sát, cần 40 phút để chuyển xong túi này. Khi nào chuyển gần xong, chúng tôi sẽ lại đến. Được. Tạm thời chúng tôi không còn việc gì nữa. Được. Xem anh sợ kìa. Nhát gan. Nhìn ở cự ly gần đúng là đáng sợ. Có em mà, anh sợ gì chứ? Em bảo vệ anh hả? Được. Tôi lên đó lấy chút đồ, anh về trước đi. Tôi vào trong đó với cô, lát nữa đưa cô về nhà luôn. Chờ một lát, anh để quên điện thoại ở nhà vệ sinh tầng 1 rồi. Anh đi lấy, em chờ anh nhé, anh quay lại ngay. Nhanh thôi. Chào anh. Cũng chuyển gần xong rồi đấy. Tôi vào trong xem thế nào. Được rồi, mở cửa đi. Bỏ hung khí xuống, đừng qua đây. Muộn thế này rồi, bác sĩ Nguyễn đến đây làm gì? Em xem bệnh án. Vậy luật sư Tiết là... Tôi qua đây với Lưu Tranh. Đi với Lưu Tranh hả? Đi với Lưu Tranh được đấy. Tôi đi trực đêm với bác sĩ Đinh đây. Lùi về sau, đứng yên. Bỏ hung khí xuống. Lùi về sau cho tôi. Lùi về sau. Anh bình tĩnh đi, đứng yên. Bỏ hung khí xuống. Các người lùi lại cho tôi. Đinh nghỉ viện có sao không? Bước tới là tôi đâm cô ta đấy. Bỏ hung khí xuống. Đinh nghỉ viện. Lùi lại. Đừng qua đây. Qua là tôi đâm đấy. Đinh nghỉ viện. Lùi về sau đi. Anh bình tĩnh đi. Anh mắc u não đấy. U não vỡ ra sẽ gây xuất huyết não vô cùng nguy hiểm. Anh bỏ kéo xuống đi. Đừng nói nhảm. Lùi lại. Được. Có gì từ từ nói. Anh thả cối ra trước đi. Lùi về sau. Đừng kích động. Đừng kích động. Lùi về sau đi. Đừng kích động, lùi về sau. Đứng yên đi.
Đi nghỉ viện. Liêu Tranh, nằm yên, yên phận đi. Anh còn kêu lên nữa, cả tầng đồng nghe thế đấy. Đàn ông con trai gì mà chảy chút ra, có cần như vậy không? Ra vẻ gì chứ? Anh không phải ra vẻ, anh gọi là bản năng. Chút bản lĩnh của anh đối phó với em thì được. Sau này đừng đối phó với phạm nhân nữa, kém quá. Suýt nữa đã gãy xương sườn anh đấy. Đau à? Hay là lát nữa em dẫn anh đến khoa xương khớp chụp hình, xem thận anh thế nào nhé. Thế thì không cần, từ khi quen em, anh đến khoa xương khớp quen rồi. Xong rồi. Trịnh Châu Vũ, không ngờ lần này anh cũng can đảm lắm. Được rồi, cả đời này cũng chỉ anh Dũng lần này thôi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Bác sĩ Nguyễn, làm phẫu thuật cho bệnh nhân hôm qua tấn công em, có hồi hộp không? Không sao, không sao thật hả? Bắt đầu đi thầy Ninh.